Chào các bạn. Các bạn đang chiêm ngưỡng một cặp lục bình cao 2m15 men sạn. Ở trên đây có vẽ phong cảnh là với họa tiết là tùng và chùa. Ở đây là cảnh mọi người đang ngồi uống trà. Còn đây là cảnh đi dạo ở dọc khuôn viên. Những đường nét vẽ phác họa tỉ mẩn nhưng tượng hình và nhìn rất là thanh thoát. Những chiếc lục bình cao thế này ở làng thì thường sẽ cũng không có nhiều. Đa số toàn là, bạn đã nhìn thấy đây, bên này là một cái 1m6 với 1m8. Nên đây là họa tiết đắp nổi. Mình sẽ quay sát vào đây cho các bạn chiêm ngưỡng chiếc lục bình này. Ở đây có cảnh nhìn từ phía xa này. Đây một chiếc chum để ngắm cảnh. Có cảnh chim bay. Có khu vực này để mọi người dạo chơi này. Ở phía dưới này có hình ảnh của một cụ già đang chống gậy đi dạo. Và tiếp theo là sẽ thấy đằng phía xa xa thì có một chiếc cầu. Đây là tích vẽ theo kiểu tích ngày xưa. Men sạn chính là một men đặc trưng của lòng Mắt Tràng. Đây là bạn thấy chiếc cầu không? Rồi chiếc cầu. Và phía dưới này chính là hình ảnh có hai người đang câu cá. Những nét phác họa là giống như một kiểu một bức tranh sơn thủy hữu tình rất là đẹp. Đây là chiếc cặp song sinh cùng với các bạn, cặp lục bình của bạn vừa chiêm ngưỡng. Phác họa sơn thủy thủy hữu tình ở trên lục bình thì khi mà có những điểm nhấn, những cái bước phơ, bước hàng lơ có những điểm nhấn nhìn nhẹ nhàng thanh thoát, không cần quá da dày. Đó. Chiếc cặp lục bình cao 2m15 phù hợp với không gian phòng khách hoặc nhà thờ có kích thước lớn, rất là đẹp. Cả chiếc cỡ này cả thấy đẹp. Mình cũng đã chụp khá là nhiều những bức ảnh phối cảnh nhỏ ở đây. Rất nhẹ nhàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Hoàng Mai, đến từ Xem và Bùi. Thank you.